mày run dữ vậy? Hả? Ui, chảy nhiều máu đấy. Sao nhiều máu nhỉ? Anh mà, thôi cứ cứu đi. Em đã chết rồi. Hey yo, xin chào anh em. Woo. Yeah, là Lê Hùng đẹp trai đây. Tình hình là mình vừa đi shopping và mình tiện tay và mua cho Bạch My một cái món quà mà chắc chắn là Bạch My rất là thích cái món quà này luôn. Và anh em phải biết đấy, là nhận được quà từ Lê Hùng đâu phải là dễ, đúng không? Có phải lấy được cái gì từ tay Lê Hùng là dễ đâu. Hôm nay mình đã chuẩn bị một cái màn chôn vô cùng là kinh khủng, vô cùng là đẫm máu để chôn con lợn My. Đấy, nói thế cho anh em tò mò. Đó, bây giờ mình sẽ phải đi chuẩn bị cho màn chôn thôi. Let's go. Đây, đây sẽ là đạo cụ của mình. Đó, hai túi máu giả, hai túi nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh em biết tại sao mình lại đựng ở đây không? Bởi vì ấy, cái gói này nó rất là mỏng. Mình chỉ cần bấu nhẹ một cái thôi là máu nó sẽ tuôn ra luôn, máu nó sẽ chảy ra luôn. Và anh em biết mình đựng ở đâu không? Đây là mấy cái ngón tay của cái găng tay ni lông ấy. Mình cắt ra rồi mình đổ máu vào đây, mình đựng. Mình dùng bật lửa mình hàn nó lại. Lát nữa chỉ cần bấu nhẹ một cái thôi là máu nó sẽ chảy ra luôn. Rất đơn giản. Còn đây cũng là đạo cụ của mình. Một gói giấy ăn. Lát nữa hai cái này nó sẽ kết hợp với nhau. Anh em sẽ biết ngay sau đây. Ok. Bây giờ mình sẽ cất đi thôi. Đây là quà, lát nữa mình sẽ tặng con lợn mình. Và đây là con lợn mèo. Con lợn chỉ biết ăn với ngủ, nó không thèm quan tâm đến mình luôn á. Dậy thật thôi. Bắt đầu cất đi đấy. Em. Em ơi. Nhanh lên thay đồ xong chưa, ra đây anh bảo nhanh lên. Số gì mèo? Gì vậy? Ra đây nhanh lên. Gì đó? Thay quần áo xong chưa? Rồi. Quà. Kinh. Ngày gì lại có quà? Không phải ngày Noel rồi, ngày Noel qua lâu rồi. Đố em biết trong đây là gì? Trong này à? Ừ. Không biết. Nhỏ nhỏ thế này chắc là đồ trang sức. Trang sức đắt tiền luôn. Kinh, đắt tiền. Mở ra xem. Ui, xịn sò. Rồi, tòng tinh. Đưa vào tay xem hợp không? Hợp không? Ai đã biết là hợp, phải soi gương mới biết là hợp. Đẹp được, không? Đẹp, nhìn em như kiểu thổ dân luôn á. Hợp với cái tóc em cực kỳ. Cái này á, cái này sẽ đeo để đi, để mặc đầm. Mặc đầm dự tiệc. Còn cái này là để đeo đồ đi dạo phố. Xoay. Đã phối được rồi. Chứ em là con người đầu óc gọi là có thẩm mỹ, anh hiểu không? Bất cứ một gì em phải stylist ở trong đầu. Cái gì là đeo, cái gì mặc cái gì. Được, thế bây giờ anh đeo cho em nhé. Tại sao tự nhiên anh em mua cho em ấy? Bởi vì anh đang đi shopping, anh thấy tiện tiện tay anh nhặt luôn, anh mua. Tại sao anh đi shopping một mình vậy? Thì tiện đường mà đi qua mấy cái shop anh vào đấy. May cho anh mua cho em hay không chị? Đeo không? Cũng được. Ngồi xuống đây anh đeo cho em. Ngồi xuống đây anh đeo cho em. Đeo cái này trước. Được. Em đeo qua. Ngồi xuống. Bỏ ghế ra ngoài này. Được. Em phải bóp tóc lên trước. Anh mà chọc cẩn thận thì nó sẽ không bị làm sao hết. Anh phải cái này nó không vào được. Anh có nhìn thấy cái lỗ không? Đây. Cái lỗ đây. Rồi, em chưa? Thật không? Được. Hay tối đi chơi đeo luôn. Tối đeo luôn cơ? Ừ, được không? Được. Ok là anh nhỉ? Kể cả không ok, anh cũng bảo ok là. Tại vì anh mua gì? Đeo. Anh cảm thấy hợp với dáng em và hợp với mặt em. Hợp. Rất hợp với màu tóc của em. Được. Bây giờ thử cái màu vàng đi. Được. Màu vàng khủng hơn. Em tháo kia ra. Cái vàng này sẽ để gọi là mặc đầm. Đầm. Mặc đầm để kiểu đi tiêng nè. Đi bắt tôm á, bắt tôm bắt cá đúng không? Không, đầm là máy á. Kiểu đầm là đầm nuôi tôm nuôi cá. Đầm xong rồi kiểu đi tiệc này hoặc đi event này. Ở đâu trông sang chảnh đúng không? Đúng. Được, đeo cái màu vàng. Màu vàng là nàng công chúa. Em chỉ là nàng công chúa. Đeo bên này đi, bên này trước. Nó tí đâu, hãy đeo khuyên cho chậm. Sao tay anh run dữ vậy? Bởi vì cái lỗ này nó khó. Anh chọc mạnh em. Anh chọc được vào lỗ thôi. Chọc nhầm. Đau không? Đau quá. Ui, chảy máu là gì? Máu từ tay không? Đấy. Đâu? Giữ. Chưa máu thật á? Đây, thấy máu ở tay anh không? Ui, thật á? Lấy thêm giấy đi. Nhanh lên. Chảy máu tay em rồi. Nhanh lên. Anh lấy cả gói giấy lại luôn à? Đau không? Hả? Ui, chảy nhiều máu ấy. Ôi! Nhiều máu ấy. Chết rồi. Chết thật ra được. Rồi, cứu đi. Em lấy thêm giấy. Cứu đi. Rồi, đỏ ra rồi. Sao nó chảy nhiều máu ra rồi? Em lấy thêm giấy.
Ok 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 cho thêm giấy vào nha, bỏ đây ra. Con chảy máu không? Nó vẫn chảy nè. Đây nè. Ui, nó rớt xuống đây nè. Rất nhiều máu thế. Anh ơi. Rất nhiều máu quá. Ủa. Ủa sao nhiều máu nhỉ? Anh ơi. Sao nhiều máu nhỉ? Anh gọi cấp cứu đi. Nhanh. Gọi cấp cứu à? Cấp cứu đi mau lên, chảy nhiều máu này, em mất máu chết đấy. Ủa nó vẫn chảy này. Gọi cấp cứu được. Chết rồi. Làm sao mà chết được? Bỏ tay ra nào. Ui, nó phun máu à. Cứu em. Nó chảy nhiều máu quá. Cứu em. Để anh băng bó đã. Em chết rồi. Để anh băng bó. Bởi vì nó phải quấn một vòng. Em chật từ đi, em đừng có khóc nữa. Anh mới sợ này, nhiều máu quá. Anh ơi, em không nhìn thấy gì rồi. Thì phải quấn chứ, nó bị ở tai này, phải quấn một vòng này thì mới giữ được chứ. Mới chảy máu chứ. Nó vẫn đang chảy nè. Em không nhìn thấy gì rồi. Này, con máu me này. Được rồi, nó đỡ rồi đấy. Nó đỡ chảy máu rồi. Em bắt để anh ấy. Ủa, đầy máu luôn nè. Em bắt để anh ấy. Hết rồi, đỡ rồi, khỏi rồi. Em không biết là anh để em đi. Khỏi rồi. Anh để em đi. Bây giờ em vẫn phải cầm giấy đi tay đi. Cầm giấy, giữ vào tay đi. Đó, được rồi. Anh ơi. Em ngồi đây đi để anh gọi cấp cứu. Anh ơi. Gọi cấp cứu nhá. Điện thoại. Em lên điện thoại. Của em hết tiền rồi. Còn tiền mà. Hết tiền rồi không gọi được. Em còn làm tiền không mà. Anh làm tiền rồi cấp cứu em đi. Không em chết ở đây ấy. Em đừng có cử động nữa, em phải ngồi yên. Em mà cử động là nó càng khởi đấy. Ngồi yên. Nghiêng đầu xong đi. Đấy, ngồi yên rồi này. Ngồi nghiêng đầu như này. Mẹ ơi. Em đừng có khóc nữa. Em đang khóc không giải quyết được vấn đề gì cả. Nó càng này nó càng chảy máu này. Em phải nghiêng đầu. Đấy, nghiêng vào. Nghiêng đấy, đúng rồi. Nghiêng đầu như thế. Anh gọi bác sĩ giúp em chưa? Anh đang có đi tìm điện thoại để gọi đây. Em hết máu rồi. Em không được cử động đâu, em cứ phải ngồi ở đấy thôi. Em phải ngồi yên. Em ngồi yên bao giờ? Em ngồi cứ ngồi như thế nó cầm máu một lúc nữa. Anh đang cứ gọi người đến giúp. Đây, anh đang gọi người rồi. Em cứ phải nằm im như thế, ngồi yên như thế. Em đứng dậy, em đi ra đây xem nào. Em đứng ra đây. Có nhìn thấy gì đâu mà đi. Ủa, máu me vét luôn. Ủa, em cứ nằm yên như thế nhá. Không được cử động đâu. Nhớ chưa? Cử động là máu nó càng ngày càng chảy ra đấy. Nhưng mà, cấp cứu đã đến chưa? Đã gọi được đâu mà sẽ cấp cứu đến. Chết là sao được? Không mất nhiều máu đâu, mới mất được có 1-2 lít máu thôi. Thôi mày bỏ cái vi sắt ra đi. Có chảy máu đâu mày cứ làm ấm lên vậy. Không có máu lên đây này. Thấy máu em đi rồi. Em để mới ở trong đống này chứ mà. Thôi đi. Em để bỏ ra thế nó còn chảy không? Thấy máu em đi. Gọi mẹ cho em đi. Thấy người em. Thấy máu em đi.
Tây hài máu hay là cái gì đấy? Cái này là cái gì? Cái gì đây? Máu chứ cái gì? Cái này có máu ở đây. Máu ở đây. Em liếm xem thấy ngọt ngọt không? Máu à. Sờ, nhìn em kiểu thương binh. Em chào vừa chỗ nào rồi đấy. Không có gì đâu. Thầy máu chỗ nào đấy? Ở đâu đấy? Không có. Mẹ lừa đảo, không có ấy. Sao em lại khóc không? Ủa, máu mẹ ghê chưa? Mấy túi máu của tao. Yeah. Anh ấy thấy quả bát chốt của mình tính không? Máu mẹ 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 luôn, con lần đi thử thật. Gọi mẹ đi em, để gọi cứu thương cho em nhé. Nhá. Mẹ đi ra đây. Để gọi cứu thương nhé. Mày mẹ đứng lại. Anh em thấy hay, nhớ like và subscribe HM Channel nhá. Thank you, bye bye. Mày đứng lại nào. Bye bye, hẹn anh em tập tiếp theo nhá.